streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Một lần nữa lặp lại được thành tích của anh ở mùa giải năm nay trước câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng đầu tiên ở trận đấu lượt đi cũng là pha dứt điểm của Diogo. Và vừa rồi là một tình huống phối hợp và góc biến chê. Tỷ số được san bằng 1-1 dành cho đội bóng huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng. Diogo chọn vị trí chuẩn xác. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Lê Sĩ Minh là quá tốt. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Bóng đi căng và có độ xoáy giúp cho Diogo chỉ cần lựa chọn cho mình một vị trí sức điểm, không cần phải có là quá nhiều cũng có thể khiến cho thủ môn văn cầu phải nhấn điểm. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình này một lần nữa. Đội bóng thủ đô mắc lỗi ở hệ thống phòng ngự khi phải có những tình huống chống đá phạt của đối phương. Cái cách mà Diogo ăn được bàn thắng này khá bình thản. Thời gian của trận đấu còn nhiều ở phía trước và chơi trên sân hàng đấy chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Các cổ động viên của Nam Định lần đầu tiên có vòi ăn mừng ở trong trận đấu này. Vài ngày thì Diogo cũng là người ghi bàn thắng cho Nam Định, nhưng bàn thắng đó không thể giúp cho Dương Nam Hà Nam Định có điểm trước Hà Nội. Nhưng ngày nay sẽ là một trận đấu rất khác. Rất có thể bàn thắng này của Diogo sẽ giúp cho Dương Nam Định có điểm trước Hà Nội.
điểm. As long as the world is turning, I'll be by your side. You'll keep